Hello, chào các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là chiếc xe mô tô đầu tiên của tôi này các bạn ơi. Đó, tôi mua năm 1996. Nếu mà tính đến nay là 27 năm rồi. Vâng, nón HGC, nón full face HGC các bạn. Đó, năm 1997 thì nhà nước quy định là bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Đó, chiếc xe này có tên là Bonus 125. Bonus 125 ha. Đó, của SYM. Vâng, chiếc xe này tôi mua thời điểm đó là hơn 4 cây vàng. Còn chiếc rim là đâu 6 cây vàng thì phải. Đó, còn chiếc này là 4 cây vàng. Hồi đó không biết quay bằng cái camera gì luôn đó. Chỉ nhớ là quay bằng máy quay phim có băng từ. Đó, đây là cái hình chụp hôm ngày 1 tháng 1 Tết Tây đi chơi năm 1997 ấy. Đó, Tết Tây đi chi đồ chơi. Ngầu các bạn. Đó, còn cái này là mấy năm sau rồi, năm 2003. Đó, mấy năm sau. Đó, chiếc xe đầu tiên. Đó, hồi đó thì 125 là cũng được gọi là mô tô rồi. Tại vì cái dáng của nó dạng neck bike mà. Đó, rất là to và hầm hố. Hồi điểm đó thì chỉ có Husky. Đó, chiếc Husky là dòng Cruiser. Và chiếc Bonus này là của SYM thôi. Đó, cũng có thùng sau đồ rồi gắn đèn đồ linh tinh. Vâng, đây là thằng nhóc nhỏ, thằng nhóc lớn đầu tiên của tôi các bạn. Đó, Đoàn Thị Kha đấy.